Lượt trận thứ 6 của vòng loại Euro 2024 đã chứng kiến những pha bóng đỉnh cao và kết quả đáng chú ý. Trên sân nhà, đội tuyển Tây Ban Nha đã thể hiện sức mạnh áp đảo khi đối đầu với đảo Sip, một đối thủ yếu hơn họ rất nhiều. Sau 90 phút thi đấu, Gavi, Merino, Joselu và Bena cùng với cú đúp của Ferran Torres đã ghi bàn, giúp thầy trò huấn luyện viên De La Fuente giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6-0. Ở trận đấu khác, đương kim vô địch Italy đã trải qua những phút khó khăn khi tiếp đón Ukraine. Tuy nhiên, cú đúp của David Fratesi đã đảm bảo rằng Azzurri có được chiến thắng 2-1 và tạm thời giành vị trí thứ 2 trong bảng C. Trong khi đó, Bỉ cũng thể hiện sự ấn tượng với màn trình diễn thuyết phục, hủy diệt Estonia với tỷ số 5-0. Cú đúp của Lukaku đã góp phần lớn vào chiến thắng đậm đà của đội bóng này. Ngoài ra, các trận đấu khác cũng có những kết quả thú vị. Na Uy đánh bại Georgia 2-0, trong khi Thụy Điển gục ngã trước Áo với tỷ số 1-3. Thụy Sĩ không gặp khó khăn khi đối đầu với Andorra và giành chiến thắng 3-0. Rumani cũng có chiến thắng 2-0 trước Kosovo. Trong khuôn khổ giao hữu quốc tế, sau chuỗi 5 trận chỉ biết đến hòa và thua, đội tuyển Đức đã tìm lại niềm vui chiến thắng ở trận giao hữu với Á quân World Cup 2022 Pháp với tỷ số 2-1. Trận đấu giữa Anh và Scotland chứng kiến sự tỏa sáng của Bellingham, Foden cùng với Harry Kane. Dù có một pha phản lưới bàn từ Maguire, Tam Sư vẫn giành chiến thắng 3-1. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 9, đội tuyển Peru sẽ tiếp đón đội tuyển Brazil, đương kim vô địch World Cup, tại lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Sau chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Bolivia ở lượt trận đầu tiên, Brazil đang dẫn đầu bảng xếp hạng và tự tin sẽ giành thêm 3 điểm trước Peru. Lượt trận thứ 6 của vòng loại Euro 2024 đã chứng kiến những pha bóng đỉnh cao và kết quả đáng chú ý. Trên sân nhà, đội tuyển Tây Ban Nha đã thể hiện sức mạnh áp đảo khi đối đầu với đảo Sip, một đối thủ yếu hơn họ rất nhiều. Sau 90 phút thi đấu, Gavi, Merino, Joselu và Bena cùng với cú đúp của Ferran Torres đã ghi bàn, giúp thầy trò huấn luyện viên De La Fuente giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6-0. Ở trận đấu khác, đương kim vô địch Italy đã trải qua những phút khó khăn khi tiếp đón Ukraine. Tuy nhiên, cú đúp của David Fratesi đã đảm bảo rằng Azzurri có được chiến thắng 2-1 và tạm thời giành vị trí thứ 2 trong bảng C. Trong khi đó, Bỉ cũng thể hiện sự ấn tượng với màn trình diễn thuyết phục, hủy diệt Estonia với tỷ số 5-0. Cú đúp của Lukaku đã góp phần lớn vào chiến thắng đậm đà của đội bóng này. Ngoài ra, các trận đấu khác cũng có những kết quả thú vị. Na Uy đánh bại Georgia 2-0, trong khi Thụy Điển gục ngã trước Áo với tỷ số 1-3. Thụy Sĩ không gặp khó khăn khi đối đầu với Andorra và giành chiến thắng 3-0. Rumani cũng có chiến thắng 2-0 trước Kosovo. Trong khuôn khổ giao hữu quốc tế, sau chuỗi 5 trận chỉ biết đến hòa và thua, đội tuyển Đức đã tìm lại niềm vui chiến thắng ở trận giao hữu với Á quân World Cup 2022 Pháp với tỷ số 2-1. Trận đấu giữa Anh và Scotland chứng kiến sự tỏa sáng của Bellingham, Foden cùng với Harry Kane. Dù có một pha phản lưới bàn từ Maguire, Tam Sư vẫn giành chiến thắng 3-1. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 9, đội tuyển Peru sẽ tiếp đón đội tuyển Brazil, đương kim vô địch World Cup, tại lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Sau chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Bolivia ở lượt trận đầu tiên, Brazil đang dẫn đầu bảng xếp hạng và tự tin sẽ giành thêm 3 điểm trước Peru.